Ok, hello mọi người. Ok, sáng hôm nay Jen sẽ chỉ cho mọi người cách làm sao vay được tiền ngân hàng mà chỉ có 3.5 thôi, dành cho commercial only. Ok, commercial nha. Và phải là ngân hàng, ok. Thứ nhất á, là mọi người chuẩn bị vừa khía cạnh là from the borrower, là cái người đi vay phải chuẩn bị như thế nào, uy tín và kinh nghiệm và tất cả những cái mình đang có nè, mình phải chuẩn bị ở hết. Ok, về from the borrower. And the second one là chuẩn bị để chọn cái property nào để được cái lãi suất như vậy. Mọi người sẽ bị cái một cái là người ta đã pre-approve mình 3.5 rồi, 4.5 rồi, ví dụ như thế. Nhưng mà đùng một cái appraisal order xong, and then appraisal report, and then review, and then final review, ok, thì mọi người thấy lại cái rate nó thường thường nhích lên, tại vì đó là nó apply cho tất cả những transaction về real estate. Ok, so mọi người nhớ nè, thứ nhất là về chính mình đó, rất là quan trọng, điểm credit show cái độ tín nhiệm và cái tinh thần trách nhiệm về financially. Ok, rồi điểm credit ha. Cái thứ hai là income của mình phải chuẩn bị 2 năm vừa rồi, tax return phải really good, tại vì một người mà đi làm ăn mà thành công thành đạt á, cái tax return người ta phải show, you know, decent, chứ không có nói là quá cao, nhưng mà decent, nó show cái net profit là afford được cái living cost, afford được carry more cái new debt, afford để buy more, afford khả năng chi tiêu, khả năng chi trả và cái khả năng tài chính để có thể handle được cái new debt hay là không. Ok, credit, thứ hai là net profit on the tax return. Ok, the last 2 years, 2 năm vừa rồi. Cái điểm thứ ba của một cái người đi vay để được 3.5 là gì mọi người biết không? Experience, có nghĩa là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì? Hey, at least trong cái real estate schedule on, là mình trong cái form đó, người ta sẽ phải list ra tất tần tật những cái property nào người vay đang own. Phải own 1, 2 cái, 3, 10 cái, 80 cái, ví dụ như thế. Thì cái người own chỉ có một cái nhà ở thì không thể nào nói là có kinh nghiệm so với người đã own 10 cái nhà cho thuê, 10 cái commercial building hoặc là 80 cái, 100 cái, you know. So, tôi nói là tôi có kinh nghiệm như vậy mà tôi không có gì để show, để chứng minh cái điều đó. So, làm việc với Mỹ và ngân hàng của Mỹ á, phải tất cả mọi thứ đều là paperwork, tất cả đều là documents, ok, verification, tất cả mọi thứ đều phải có giấy tờ, chứ còn mình nói thì người ta không có tin đâu, ok. So, đó là kinh nghiệm, credit, income và kinh nghiệm nha. Và cái điều thứ tư là gì mọi người biết không? Đó là phải có access. Một người thành công, một người, you know, thành đạt trong cái việc quản lý tài chính hay là về về đầu tư, về bất động sản, tất cả mọi thứ mình nghe so perfect, so good, good income, good credit, tín nhiệm hết rồi, kinh nghiệm đầy đủ rồi, nhưng mà phải có show cái access ra. Ê, cái access của anh chị là như vậy hả? Ok, có bao nhiêu căn nhà cho thuê, bao nhiêu apartment, bao nhiêu như vậy. Ok, rất là quan trọng. So đó là 4 điểm mà trên cần phải nhấn mạnh: credit, tax return, net profit nha, chứ không phải là gross sale hay là revenue. Thứ ba là cái gì? Experience, phải có kinh nghiệm, show cho người ta thấy, ê, tôi có kinh nghiệm và đã từng làm như thế. Có nhiều ngân hàng nó kỹ hơn một tí là đòi hỏi anh chị người đi vay phải gửi cái resume, ok, cái bản sơ yếu lý lịch của mình về công tác hay là công việc của mình, ngày xưa tới giờ mình làm cái việc gì và mình chuyên môn là về cái gì, ok. Và điểm thứ cuối cùng là gì? Phải có show cái access, phải có chứng minh là tôi own những cái property như thế này và tôi có kinh nghiệm. Và cái điểm đó là về 4 điểm về cái người đi vay để được 3.5 trở lên, ok. Cái điểm thứ hai, cái phần thứ hai là cái phần không thể thiếu. Nhiều khi mình được approve là borrower perfect rồi đó, nhưng mà mình chọn cái property mà chọn không đúng cái thì cái rate nó vẫn lên, chứ nó không bao giờ được 3.5. Sao nhiều người nói, ê, ngày xưa mình nói như vậy, được 3.5 thì nó phải như thế. Không bao giờ, ok. So it just doesn't work that way. Trong cái real estate, khi mà có appraisal order and report, ok. So
Appraisal quan trọng lắm, tại vì sao? Người ta mình nói là to informational purpose, informational thôi, information, chuyển thông tin qua lại thôi giữa người lender ngân hàng và giữa người borrower hoặc là với realtor hoặc là với title company, just information, just là thông tin thôi. Nhưng mà khi đưa một người giám định tới định giá, you know, tới chụp hình và định giá và compare tất cả, so sánh trong cái market comparison ngay right there trong cái area đó, thì cái định giá rất quan trọng. Cái bản định giá đó cho biết là cái location, okay? Cái bản định giá cho biết là cái market value. Cái bản định giá cho biết là nó take a picture tất cả mọi cái ngóc ngách của cái building đó và cái apartment đó, ví dụ như thế. Thì cái bản định giá rất quan trọng, và nó show cho thấy là xây dựng bằng material gì, và nó cũ hay nó mới. Và khi mà một người có tiền, một người ngân hàng, người ta nhìn sơ qua một cái là người ta hiểu liền. Nếu chúng ta là những người bình thường mà chúng ta càng thông minh như vậy, chúng ta còn thông minh như vậy thì huống gì là những người cầm tiền tỷ, mọi người hiểu không? Những người đã mấy chục năm, mấy, you know, cả mấy trăm, có nhiều cái ngân hàng là cả hàng trăm năm ở trong tồn tại rồi, exist rồi. So mình không thể nào cãi với họ, mình không thể nào nói đối chấp, hay là mình không thể nào nói ê, anh sai chỗ đó, không, không bao giờ. Ok, đó là cái profession của họ. So Jen muốn nhấn mạnh là người ta nhìn qua là người ta đã biết là sẽ sửa cái gì, sẽ không sửa cái gì, và nó tồn tại cho cái long term là 30 năm hay không, và mình có cái property nó có xứng đáng được với cái rate rẻ hay là không. So cái vấn đề trên thị trường là không phải là mình không có 3.5, mình không có 2 chấm mấy, mình không có 4 chấm mấy. Cái vấn đề là cái borrower và cái property, hai yếu tố đó, thì người đi vay và cái assets đó là như thế nào. So, appraisal report quan trọng. Điểm thứ hai là location. Khi mà tụi này cầm một cái application, commercial application, mọi người, tụi này sẽ bỏ vào cái searching engine, ok? Thì tụi này sẽ biết được population ở chỗ đó bao nhiêu, và mỗi ngày bao nhiêu người đi qua đi lại, và cái popular population, cái salary, annual salary bao nhiêu, và tiền lương họ thu, cái thu nhập của họ bao nhiêu, có cái chỗ đó nó có tiềm năng hay là không, và nó có thể duy trì cái cash flow rental income trong vòng the next 30 years hay không. Tụi này biết rất kỹ, rất rõ. So mọi người nhớ chọn location. It's a beautiful and busy traffic, okay? And then chọn cái decent one. Đối với ngân hàng 3.5 rất là quan trọng, okay? Không dễ gì ai đưa ra 3.5 đâu. So, tại vì the same money, mọi người phải nhớ cái điều này. The same money, ví dụ 5 triệu, thay vì tôi đưa cho một người để tôi earn 3.5, okay? Mà phải biết được người đó có đáng giá 3.5 không, và cái property có đáng giá trị để mà nhận 3.5 hay không. Thay vì tôi đưa cho một người 3.5 với 5 triệu đô, tôi lấy 5 triệu đô này tôi phân ra thành 10 cái sự đầu tư khác, và mỗi sự đầu tư nó có, tôi có thể chạc không cần quá perfect, you know, nhưng mà tôi có thể chạc 5.5, 6.5, ví dụ như thế, thì tôi make more money over here, you know. So it just depend, it's just about making money, where, you know, to put my money and what the most. So it's very important. So okay, so location and decent one. Không được có những cái gọi là touch up, gọi là sơn sửa lại, hay là sửa cái cabinet, hay là sửa cái foundation hay roof. Đối với ngân hàng tuyệt đối không có cái gì gọi là repair hết. Major repair, cosmetic touch up cũng không được, mà phải là ready to move in, và ready gọi là perfect condition. Okay, nhớ như vậy. Có nhiều người, Trinh nghĩ là cái video này nó cũng rất là helpful cho những người realtor, ok, realtor mà chuyên về residential mà muốn nhảy qua bên commercial để high a loan amount, big a loan amount để anh chị để make more. Tại vì anh chị em mà make 2-3% của 5 triệu bạc là, you know, 10 triệu, 20 triệu, it's a different story compared tới việc là mình giúp mỗi người đi home buyer mà mua căn nhà 200-300 ví dụ như thế, rồi down xuống 10%, 20%, rồi handle quá nhiều khách hàng và những cái số lượng nhỏ như vậy. So mỗi người sẽ có một chiến lược on the market different. So Jen chỉ muốn gửi tới cho anh chị những cái idea, những cái information để mọi người có thể
nghe qua để coi thử mình có thể học được cái việc gì đó, điều gì đó. Ok, so chọn location, decent one, ready to move in. Và một cái điều rất quan trọng để được yếu tố 3.5 là mọi người biết cái gì không? Full tenant occupy. Một cái building, ví dụ một cái apartment 50 unit, ok, phải make sure là at least 95% đã tenant occupy, có nghĩa là 90% các unit đã được đang cho thuê, ký cái lease 2-3 năm ví dụ như thế và đang collect rent. Đó, so rất là quan trọng. Đang collect rent. So nó không có một cái risk gì cho cái người đưa tiền ra đó. Người ta phân một cái, close phân một cái là người ta chỉ ngồi đó, người ta lấy tiền mỗi tháng vô thôi. Người ta không có phải lo lắng là không biết cũ, sửa chữa có kinh nghiệm, có sửa chữa được không, sửa chữa có hư hại gì không, hay là cái người này you know, có cái you know, like 50 unit mà nó chỉ có 75% tenant occupy trong đó, hoặc là 60% cái unit đã cho mướn, còn 40% nó không biết, nó có biết marketing không, you know, không có biết có những cái chiến lược gì, kế hoạch như thế nào để mà bring in more tenant để mà support cho cái mortgage payment hay là không. So rất quan trọng đối với ngân hàng phải là full tenant occupy, tại vì nếu không full thì nó sẽ higher rate. Nhớ như vậy, tại vì khi mà nói đi vay, đi mượn, đi đầu tư, mọi người đều nhớ tới rủi ro. Rủi ro là gì? Hai cái rủi ro. Một là sợ mất tiền, ok. Hai là sợ phiền phức. Sợ mất là tôi vay như vậy nhưng mà anh lấy cái asset rồi, anh lấy cái apartment rồi, tôi đâu có anh đâu có sợ mất đâu. No, cái mất đó nó mất khác mọi người. Cái khi một người lender, một ngân hàng đưa tiền ra, họ chỉ muốn thu tiền về, người ta sẽ không muốn handle, không muốn lấy cái gì của anh chị em hết, mọi người nhớ như vậy. Đó là cái different mindset và different way to do business, ok. Còn khi mà cứ sợ phiền là gì, lỡ mà anh chị không trả tiền, hoặc là lỡ COVID nó hit thêm một lần nữa, lỡ khủng hoảng kinh tế, lỡ nhiều cái và anh chị không collect được tiền rent từ cái người tenant của anh chị, nó happen chứ. Nó đang help mình, nó đã help mình và nó sẽ help mình again, ok. So nó phiền lắm. Anh chị, tháng này tôi không trả tiền mortgage được nha. Anh chị có em có thể, một cái người đi vay có thể, nhiều người tới với ngân hàng nói như vậy lắm mọi người. Thì bản thân Chen và Khang Lending cũng là một cái lender, you know, về business, về funder, về real estate, về hard money đều có hết. Tụi này cũng gửi tiền ra để mà đầu tư. Nhưng mà nhiều người khi mà gặp trục trặc, khi mà gặp sự cố, you know, bệnh tật, đau ốm hay tất cả mọi thứ, người ta đều đến với mình, hey, sorry, không có thể make được cái mortgage, hay là những cái payment tháng này, 2 tháng tới, 10 tháng tới. COVID last time cũng vậy, có nhiều công ty là phải gọi tới trên và nói xin là cho hết 3 tháng, 6 tháng không có đóng tiền payment, you know. So nó sợ phiền, nó phiền lắm. Và cái điều thứ hai nữa, nếu lỡ những cái foreclose cái property đó thì phải có attorney, title, appraisal và cái người manager để định giá, để làm đủ thứ chuyện với cái property trước khi mà đem foreclose và bán đi. So khi mà những cái party nó đi vào đó thì lại mình, cái người lender, mình phải chịu tiền thuê những người đó, chứ ai mà đi làm không cho mình đâu, đúng không? Nó phiền là như vậy. So có hai cái risky, một là sợ mất tiền, hai là sợ phiền. Ok, so hôm nay mình học như vậy. Ok, bye mọi người.